Xin kính chào quý vị các bạn Hôm nay em đưa đến cho quý vị các bạn một chiếc xe 7 chỗ Số tự động, động cơ 2.4 máy xăng, gầm cao 7 chỗ Vâng, đây là một chiếc Kia Sorento 2012 Số tự động, động cơ 2.4 Chiếc xe này hiện nay Dung Audi đang bán hơn 450 triệu Vâng Loanh quanh 450 triệu thôi chúng ta mua được một chiếc xe cực kỳ bền bỉ. Chạy cũng uh, nhiên liệu cũng khá là ok. Anh em nhá, 2.4 7 chỗ thì chạy cũng vừa phải. Mà lại động cơ lại khỏe, không quá yếu, vừa phải. Xe này thì uh, được trang bị rất nhiều tính năng. Anh chị em có thể nhìn đấy nhá. Đèn pha là đèn bi xenon siêu sáng, không phải là một bi. Đấy, đấy. Hai bên là hai đèn bi xenon siêu sáng này. Có rửa đèn pha tự động nha anh em nhé có rửa đèn pha tự động có đèn gầm bốn la răng đúc bốn phanh abs chống bó cứng an toàn cỡ lốp của chiếc xe này thì siêu to khổng lồ anh em nhìn ạ lốp của nó là 235 trên 60 r 18 lốp còn rất mới anh em nhé anh em nhìn đấy lốp còn rất mới luôn cực kỳ mới sinh nhan trên gương bằng giải đèn led bậc để chân lên xuống tay nắm cửa mạ chrome có tích hợp chìa khóa thông minh ở trên tay nắm cửa Đấy. Đấy. 4 phanh ABS, 4 la răng đúc đây. Lốp còn rất mới nhá, chủ nhân mới lắp một bộ lốp. Mới thay bộ lốp còn rất mới luôn. Ở đằng sau này thì có cảm biến lùi và camera lùi. Khoang cốp thì rất là rộng luôn. Nếu như chúng ta đi chở 5 chỗ ngồi, chúng ta chở 5 người thì đây là cả một cái khoảng rất lớn, rất rộng. Có thể là ba đứa trẻ con có thể ngồi chơi nằm ở đằng sau này. Đấy, xe có 3 vùng điều hòa cho nên là 3 vùng điều hòa ý, cho nên là hàng ghế nào cũng có điều hòa Hàng ghế nào cũng có điều hòa cho nên là xe cái độ lưu thông ở trong xe đấy Không khí trong xe rất là nhanh bởi vì là 3 vùng đấy. Rồi form dáng của xe đây cao to dài rộng Cao to dài rộng còn ở trong xe được trang bị những gì mời anh chị em vào đây chiếc xe này là khá đầy đủ anh chị em nhé xe này là đầy đủ option luôn gương kính chỉnh điện cụp điện ghế chỉnh điện cân bằng điện tử chống trơn chống trượt điện tử đổ dốc điện tử rửa đèn pha tự động vô lăng tích hợp bàn phím có cruise control đi ga tự động để ấn nổ start top màn hình Android cỡ lớn, giải trí thông minh, camera lùi, điều hòa tự động, ba vùng độc lập, số tự động động cơ 2.4, tab ly táp lô còn rất đẹp anh chị em nhé, tab ly táp lô thì còn rất đẹp luôn, Đó. anh em nhìn ạ tab ly táp lô cực đẹp luôn, ghế da màu đen, tab ly táp lô màu đen, trần nỉ nguyên bản, hai cửa sổ nóc, xe được trang bị hai cửa sổ nóc, bảy chỗ ngồi, hai cửa sổ nóc, nói chung là trang thiết bị ở trên chiếc xe này thì quá là đầy đủ rồi anh chị em nhé quá là đầy đủ cho chúng ta rồi vâng chỉ hơn 450 triệu loanh quanh 450 triệu thôi xe thì về keo chỉ này về chất lượng của xe mời anh chị em xem chất lượng của xe nhá thì không phải bàn keo chỉ zin đét luôn không mất một phân keo chỉ nào đây phần tai và phần bản lề đây zin hết nhá đấy về mặt uh, keo chỉ thì em không cần phải giới thiệu quá nhiều em chỉ quay qua cho anh chị em xem thôi bởi vì cái này anh chị em được kiểm tra bằng mắt khi đến xem xe kiểm tra xe tại cửa hàng anh chị em được quyền test hãng anh chị em được quyền kiểm tra xe được quyền chạy thử xe cho nên em chỉ cần nói qua thôi còn uh, quay trên hình ảnh nó cũng không được nét lắm cũng không xem được rõ lắm thay bằng như thế chúng ta sẽ nhìn trực tiếp, xem trực tiếp, kiểm tra trực tiếp, thậm chí là test hãng và anh chị em được Dung Audi cam kết bằng văn bản đóng dấu đỏ của cửa hàng. Cam kết anh chị em xe không tai nạn, không ngập nước, máy số zin, được chưa? Vâng. Xe zin hết tất cả các ốc ác, keo chỉ còn zin hết. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đầu của xe. Cái phần đầu của xe mới là cái phần quan trọng nhất. Chúng ta kiểm tra xem xe có bị đâm đầu hay không. Đấy keo chỉ ở phần đầu xương sắt xi si ở phần đầu và máy số mới là cái phần quan trọng nhất còn bốn cánh cốp nó bình thường thôi anh chị em nhé cái đấy em cam kết cho anh chị em rồi rồi mời anh chị em vào đây ở phần đầu mới là phần quan trọng nhất cho nên chúng ta chú chú trọng xem kỹ ở phần đầu đây ốc cabo còn nguyên zin chưa mở này chỉ cabo còn nguyên zin này đây, chỉ cabo còn nguyên zin nhá ốc cabo còn nguyên zin chưa mở ụ giảm sóc này răng này sắt xi si này Đấy. bên này cũng vậy bên này thì sẽ dễ nhìn hơn phần tai này cụ giảm sóc này răng này và sắt xi si. đây rồi đấy là về phần thân vỏ của xe xương sầu của xe bây giờ chúng ta đến phần động cơ này anh chị em nhìn lại động cơ nhé các con ốc này này các con ốc này. Anh chị em nhìn đấy ạ. Zin hết. Zin hết anh chị em nhá. Một chiếc Kia Sorento 2012 số tự động, máy xăng, động cơ 2.4, 7 chỗ ngồi gầm cao. Chiếc xe này em đang bán loanh quanh 450 triệu đồng. Mời anh chị em về xem xe, kiểm tra xe, test xe trực tiếp tại cửa hàng Cửa hàng xe bán ra có cam kết về mặt chất lượng Không tai nạn, không ngập nước Keo chỉ zin máy số zin với những chiếc xe đời cao Và những chiếc xe nào cam kết với anh chị em là máy còn zin Bởi vì có những chiếc xe máy nó ra rồi Em cũng sẽ thông báo rõ cho anh chị em là máy làm rồi Con nào mà bảo máy chưa làm em bảo là máy chưa làm Đấy, Được cam kết bằng văn bản của cửa hàng Anh chị em cần tư vấn gì Liên hệ với Dung Audi 0855 966 966 Anh chị em cũng đừng quên bấm đăng ký kênh, bấm vào follow kênh Để cập nhật thường xuyên nhất, nhanh nhất, kịp thời nhất, chính xác nhất Những chiếc xe mới về tại cửa hàng Dung Audi Những video clip chi tiết giới thiệu những chiếc xe mới về tại Dung Audi Và những buổi live stream báo giá, trò chuyện, tương tác, tư vấn trực tiếp Chốt giá công khai, tụt quần công khai trên live stream anh chị em cũng sẽ nhận được thông báo để vào xem vào xem để nâng cao kiến thức về ô tô vào xem các buổi livestream chúng ta sẽ biết được các loại xe nó có những trang thiết bị gì nó không có trang thiết bị gì loại xe này nó có ưu điểm là gì loại xe kia nó có ưu điểm là gì Đấy. giá cả công khai chốt giá tụt quần cho anh chị em nào thiện chí chiếc xe nào nhé hơn 100 đầu xe anh chị em thích chiếc xe nào anh chị em thích chiếc xe nào em chốt cho anh chị em chiếc xe đó được không ạ? Vâng. Chốt giá công khai, giá tụt quần. Bấm đăng ký kênh, bấm follow kênh và cần tư vấn gì alo cho em Dũng Audi 0855 966 966. Dũng Audi xin trân trọng cảm ơn. Kính chào và hẹn gặp lại.